chào mừng các tình yêu đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Resident Evil 1, một trong tựa game yêu thích của Evil. Như lần trước, mình có đăng trên page là mình quyết tâm sẽ làm lại tập 3. Vâng, mình đã làm lại. Vì mình đã fuck things up. Mình đã làm sai hầu như mọi thứ trong cái tập 3 đó. Căn bản cái điều sai lầm quan trọng nhất đó chính là mình đã để cho Recharge chết vì độc của con rắn. Bởi vì bắt đầu từ lúc chúng ta nhìn thấy cái cutscene của con rắn, Richard bị tổn thương bởi con rắn, thì chúng ta có đúng 5 phút để tìm được thuốc giải độc cho Richard. Cho nên là như thế, chúng ta phải làm lại. Nhất thứ hai, mình đã bỏ lỡ ra cái khúc mình đi lấy grenade launcher, một trong những vũ khí cực kỳ quan trọng. Và một điều quan trọng nữa trong game này, dạo này mới phát hiện ra thôi nha, một mechanic nữa rất thú vị, đó là bạn nên hạn chế giết zombie, còn không thì bạn hãy đảm bảo mình có thể giải quyết được những con zombie, cái xác của những con zombie, hoặc bạn tự tin vào critical hit của việc bắn bể đầu một con zombie. Bởi vì sau khoảng thời gian nhất định khi bạn tiến đến trong chơi trong game, à đúng rồi, mình quên luôn, vào thời điểm lúc đầu game mình đi ngang qua một khu vườn có mấy cái cây rau ấy, mình quên là phải nhặt kia một cái món item quan trọng ở đó. Bạn có nhớ căn phòng mà chúng ta đã đẩy cái tủ để lấy cái map ở đây không? Đi tiếp cánh cửa đây và chúng ta sẽ tìm cách đi lấy cái bó rau ở cái món item đó. Món item đó là một trong những món item key để mà lấy được Death Mask. Cái bạn có nhớ, mình có nhớ trong Near Adolescence tập 3 trước rồi thì mình cũng đã đề cập tới một căn phòng có mấy cái cây chặn đường chúng ta đi qua. Thì lần này chúng ta đi lấy thuốc độc bỏ vào trong nước tưới của nó. Như lúc nãy mình vừa đề cập tới. Bởi vì sau khi bạn giết một con zombie mà cách thông thường nha, không phải là headshot và chỉ chưa đốt cái xác của nó, sau khoảng thời gian nhất định, những con zombie này nó sẽ tự động tiến hóa trở thành Crimson Head. Ở đây sẽ có bắt đầu những con chó đã tấn công bạn phải cẩn thận nha. Á đào. Tuy nhiên mình không biết phần hot như thế nào, nhưng mà trong phần medium thì đòn sát tấn công của con chó không quá, không gây cắn tay của con chó không gây nhiều sát thương. Thì Crimson Head này sẽ nhanh hơn và mạnh hơn khi bạn phải chiến đấu, khi bạn chiến đấu với chúng sẽ cực kỳ phiền phức. Cho nên khi khuyên cáo của mình nhé, khi con zombie ngã xuống bạn hãy bỏ chạy luôn đi, đừng cố giết nó làm gì. Nếu bạn cố tình giết nó sẽ khiến cho sau này trở nên cuộc đời của bạn trở nên phiền phức hơn. Hoặc bạn hoàn toàn có thể né được zombie. Mình không đủ khả năng và không đủ tự tin làm điều đó, nhưng mà ok thôi. Sau khi lấy được cái túi thuốc rắc độc thì đi qua khúc này lần nữa sẽ bị bọn chó tấn công. Bạn không cần phải lo, bởi vì căn bản thì mấy con chó ở đây né đòn siêu cấp. Mấy con chó ở đây chúng ta sẽ không quay lại đây một hoàn, sẽ không quay lại đây nữa đâu. Ít nhất là mình tin là như thế, nên mặc kệ mấy con chó. Để mình nhắc luôn cho bạn, trong tập này chúng ta sẽ đánh nhau với một con boss. Con boss là con rắn đã chính đã tấn công Recharge, và tên là Yawn. Con boss Yawn này nó phải nói là khá là phiền phức. Vì nếu như các bạn điều khiển con boss, đã đánh với con boss Yawn này mà để nó tấn công bạn điều trị một lần thôi, bạn sẽ bị hiệu ứng nhiễm độc giống như thằng chơi Recharge. Và nghĩa là bạn phải chạy ngược lại căn phòng Zed game mà có chữ cái serum. Nói chung mình sẽ dẫn cho các bạn nhé. Để đi tiếp thôi. Sau khi sở hữu cái túi độc rồi, chúng ta sẽ đi tiếp lên trên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cánh cửa bên tên trái tay phải. Đây này. Nó dẫn ra một cái ban công. Ở ngay đây. Và bạn sẽ dùng armor key để bước vào đó và lấy ngay một cái gọi là grenade launcher. Nếu như bạn giống như mình, vội vàng lấy shotgun mà không hề lấy cái broken shotgun để mà tránh cái bẫy á, thì bạn ở đây bạn sẽ gặp Barry và Barry sẽ ra trao cho bạn khẩu súng grenade launcher. Nhưng nếu như bạn cũng như mình vội vã vô lấy, nhầm rồi. Nếu như bạn vô đó lấy mà không có cái khẩu broken shotgun để mà gài vào cái bẫy để không bị dính bẫy á, thì bạn sẽ
nên thì Barry sẽ không xuyên ở đây đâu, vì Barry đã đến đó và trao chúng ta đồ rồi. Ê, nhớ nhá, nếu bạn muốn mở thì đi thẳng tới trước, rẽ bên tay trái sẽ có hai cái cây thuốc xanh, nhưng mà mình nghĩ bạn không nên ra đó làm gì, bởi vì nếu bạn ra đó sẽ bị thằng cha này sống lại tấn công. Điều đó là không cần thiết, hai cái cây thuốc là cũng chả để làm gì đâu. Trong này cho quăng cho chúng ta vào mặt chúng ta khá là nhiều rau củ, cho nên bạn không có lo về chuyện thiếu máu. Còn này, và quay lại chuyện lúc nãy, nếu như mà bạn để cho Barry cứu ở khúc shotgun á thì Barry sẽ không xuất hiện ở đây. Còn nếu như bạn tự xoay sở để mà có được broken shotgun trước khi lên shotgun á, miễn bàn. Một cơ chế nữa của Resident Evil đó là, thí dụ khoảng gần cuối đoạn game á, chúng ta sẽ nhặt được một item gọi là Assault Shotgun. Nó ngon hơn shotgun thông thường ở chỗ là nó sẽ sở hữu được đến 10 viên thay vì 7 viên. Nhưng game lại không cho phép chúng ta unload những cái viên đạn chúng ta đã nạp vào khẩu shotgun cũ, nên chúng ta vẫn bắt buộc phải bắn hết được đạn trong khẩu shotgun cũ rồi hẳn đổi sang khẩu súng shotgun mới. Không nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta sẽ gặp Recharge. Bạn đi bắn cửa đây, dùng ở Emerald Key và chuẩn bị xem cảnh cutscene nhé. Richard. Đôi khi mình không hiểu tại sao nhưng mà cái subtitle và audio và thậm chí hình ảnh của đều éo khớp với nhau, chả biết thế nào. Với lại mình hơi thắc mắc nha, thằng cha này cũng vừa từ trong cái cửa đó chạy ra đúng không? Ok, bước nhất. Thứ hai, để đi vào được cánh cửa để vào chỗ phòng đánh boss á, chúng ta sẽ cần cái Emerald Key, lộ nhầm Seal Key. Vậy trong khi thằng cha này không sử dụng Seal Key, phải là không quá là nó vô trong đó được. Chị I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Vì thế mình chọn skin của Jill cũ. Jill mới skin nữa các bạn làm được không kỹ lắm nên bị gặp khuôn mặt thiếu tầm trọng quá. Đây, nhiệm vụ chúng ta sẽ là đến đây. Chúng ta sẽ có đúng chính xác 5 phút. Nên chúng ta sẽ giải quyết nhanh gọn nhẹ đi thẳng tới nào. Nếu như bạn lỡ chẳng may gặp phải Crimson Head rồi thì bạn chỉ có một cách duy nhất, đó chính là bắn bể đầu nó hoặc là bắn chết nó cũng tạm thời, chết tạm thời cũng được. Miễn sao là bạn hãy đảm bảo đừng bao giờ bước qua nó. Nếu bạn bước qua nó thì bạn dễ phải gặp cái càng nó đứng dậy đâm bấm đấm vào mặt bạn. Còn nó rất nhanh. Mình không đủ trình độ để né, tuy nhiên trên mạng thấy rất nhiều người có khả năng né được đoàn tấn công của Crimson Head. Mình đang cân nhắc việc mang bình rượu lên đây đốt mấy cái xác đi cho an toàn. Ok, trong đây chúng ta sẽ sử thế một bình serum. Trong cảnh tiếp theo chúng ta sẽ yêu cầu lấy một số thứ nhất định, nên vui lòng hãy clear bớt item trong người và mang theo hộp quẹt. Chúng ta sẽ cần tới chúng. Có lẽ các bạn nên save game lại trước khi làm bất cứ điều gì, nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết lắm vì mình đã chơi qua cảnh này rồi. Dù sao thì mình cũng vừa mới nhắc bản thân mình sau là đi lấy cái canteen mang lên đi đốt xác zombie vậy mà quên mất. Let go. Hồi trước mình có từng thắc mắc là không biết cái bình canteen với cái hộp quẹt có nhất thiết phải mang theo cái hộp quẹt để mà đốt hay không, thì mình phát hiện ra tuy không có animation dùng hộp quẹt để đốt, ý mình là không có việc phải use trên cái hộp quẹt để mà đốt xác của zombie, nhưng mà về căn bản thì chúng ta vẫn phải mang theo quẹt nó mới cho chúng ta đốt. Xong
Cái võ hiệp mới ngu chỗ nào mà khi mà không cất luôn cái canteen để mà lấy thêm slot chứ rồi mà kệ. Bạn xem, nếu như mình mặc kệ cho con kia nó sống thì nó sẽ an toàn hơn cho mình khi mà chạy qua chạy lại ở đây. Bài tưởng tượng cái cảnh chạy trong hành lang hẹp này mà mấy con Crimson Head nhanh như quỷ tấn công xem. Let's go. Trước khi đánh bại con rắn Yawn, chúng ta sẽ phải cần đế vài thứ. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in. Nếu bạn đã quay lại đây mà lại thấy con Street Shot nằm im lìm, nghĩa là bạn đã thất bại rồi nhé. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Nhìn cái tay nó kìa. Nhiều con rắn cắn nó vạm vỡ hẳn cả ra. I'm okay. The others. Thì kệ. Hello. Để coi. Mình sẽ ăn luôn. Vì thực tế hiện tại mình đang cần một slot để chứa đồ chúng ta sắp nhập. Cái cây không đủ quan trọng rồi, kệ vậy. Cái phòng tiếp theo đi, như các bạn sẽ không mang theo cái hộp quẹt sẽ khá là hối hận. Vì không có cách sự dẫn dắt của mình là tấn công luôn con này. Nếu không nó sẽ tấn công chúng ta tiếp, kể cả về sau. Mình chỉ hy vọng là đừng biến thành Crimson Head quá sớm. Thế là xong. Cái phòng này sẽ trở nên khá tối, cho nên các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một quẹt. Lúc này chúng ta sẽ mở mỏng đồ trong này. Cái tủ kính đằng kia sẽ chứa đạn và shotgun, nhưng tạm thời chúng ta đang chật slot nên chúng ta sẽ không nhập được. Sau này khi quay trở lại đây đấu với con rắn Yawn thì chúng ta sẽ cập nhật cái mấy con lại sau. Ra sau căn tủ này sẽ có một con zombie, hãy cẩn thận. Cứ shotgun blast thẳng đầu nó là xong. Ở cự ly gần như vậy tỷ lệ critical bể luôn đầu là rất cao, cho nên các bạn đừng làm. Bản nhạc đầu tiên của khúc đấy là nhạc ánh trăng, không còn gì nhiều đây, ra đi thôi. Ok, tạm thời bây giờ mình sẽ phải cất bớt đồ trước đã rồi mình mới quay lại đây lấy đồ tiếp được. Sau khi có được cái cất bớt đồ rồi, chúng ta sẽ quay lại đây để lấy mấy cái death mask. Cho S này cầm bộ căn bản chúng mình sẽ lấy được đến 3 cái death mask. Cái còn lại sẽ khá đơn giản thôi.
Đây nào, bitch. Xong, một phát headshot như vậy, cái gần như vậy chúng ta sẽ đổi sang handgun. Critical, bitch. Nếu như ta sử dụng chiêu critical như vậy thì việc gặp lại bọn này dưới dạng Crimson Head là không tưởng. Nhưng ta đã clear được this area. Area đó. Bọn nào? Nếu như trong Resident Evil 4 hoặc Resident Evil 5 hoặc hay thậm chí Resident Evil 6 thì việc nhảy từ lầu 2 thì lầu này trở đi xuống chả làm gì. Bạn có mặc kệ cái viên đá gì đó vì chúng ta sẽ lấy món đồ mà chúng ta sẽ phải đi xuống đó sớm thôi. Nhưng không phải dám đi qua người thằng cha đó. Đi qua lại biến thành Crimson Head thì giờ mình sẽ cấp bớt đồ đi. Is it? Ok, bây giờ chúng ta đi lấy cái death mask. Khá là ngắn và đơn giản thôi. Đó các bạn. Vì mình sẽ lock cánh cửa ở đây, tuy rằng không có gì quan trọng nhưng mà vẫn là một cái sốc điện, một cái broken shotgun và một cái mấy cái bình mực in. Vừa đúng 3 slot item luôn. Let's go. Game Resident Evil 1 tuy đã được làm lại nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha. Tại sao mình cũng là fan ruột của Resident Evil mà. Game cũng không quá mất chất nhưng nó công bằng ra thì là như vậy. Các bạn thì game chỉ đơn giản là Remodel 3D nên nói thêm một cái nữa là vẫn là mềm thức vắt sữa của các con nhưng mà không sao, bạt bọt không đến độ quá tệ. FPS không tồi, chỉ đôi khi mình phải nhìn cái cảnh nó hạ thấp FPS khủng khiếp nhưng mà không đáng nhiều. Và sự không đáng bao nhiêu đó lại rất là hay vì đôi khi sự tụt FPS ở đó lại làm cho cái cảnh mình chơi ý có mang tính cinematic hơn. Nếu các bạn sẽ xem tập 3 thì chắc hẳn bạn không lạ gì cái phần này, cái phút mà mình đọc cho bạn nghe nhật ký của thằng giữ phòng ấy. Thế còn hồn lúc nào vậy, lấy cái này đã cho có cái mà con bác. À đây, cái này rất hay nha bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc. Hôm qua tôi chơi Barker với Scott từ và Ellie từ phòng bảo vệ, Steve từ phòng nghiên cứu các kiểu. Một trong những người cấp cao đã giao cho tôi việc chăm sóc một cái sinh vật mới và nó có vẻ giống như một con gorilla bị lột da. Tôi nãy mà cho nó một con lợn và coi con vật này nó có vẻ đang chơi với nó, xé tay chân nó trước khi kéo ruột của nó ra ngoài và mới bắt đầu ăn. Vào khoảng 5 giờ sáng, Scott dậy gọi tôi dậy làm tôi sợ chết té đái. Và anh ấy bắt ra mặt bộ giáp bảo vệ và bảo tôi nên mặc một cái như vậy vì phòng nghiên cứu đang gặp tai nạn. Nhanh quá. Tôi biết cái kiểu gì cũng xảy ra chuyện như thế này. Mấy thằng cha ở chỗ phòng nghiên cứu chả bây giờ ngủ. Tôi phải mặc cái bộ CPU cả ngày hôm qua. Cái dao tôi thì ngứa hết cả lên và bẩn thỉu. Và mấy con chó nhìn tôi một cách lạ nên tôi không cho chúng ăn. Chết tiệt bọn chúng. Rồi đúng rồi, tôi không cho chúng ăn nữa và hôm nay tôi sẽ không cho chúng ăn.
Tôi đã phải vào trong trạm xá vì lưng của tôi sưng lên hết cả lên và ngứa lắm. Họ cho tôi một cái bandage khá là lớn và tôi bảo tôi đừng có mặc, không cần phải mặc bộ giáp nữa. Mọi thứ giờ tôi chỉ muốn ngủ. Lại thêm một vết rộp to đùng trên chân của tôi sáng nay. Tôi đành phải lết đến tận chỗ mấy con chuồng của con chó. Chúng hôm nay khá là yên nắng, lạ thật. Tôi chợt nhận ra là một số chúng đã chạy trốn. Có thể đây chính là cách để chúng đã trả đũa tôi khi mà không cho chúng ăn trong cả 3 ngày. Nếu ai đó biết được chắc tôi chết mất. Những lời đồn bảo rằng những cái tay nghiên cứu bỏ chạy ra khỏi cái trạm nghiên cứu và lát tối hôm qua đã bị bắn. Cả người tôi cảm thấy rất là ngứa, mùi thì chạy khắp nơi. Tôi để gã lên chỗ ngứa của tôi và một mảnh thịt thúi rơi ra. Chuyện khỉ đang xảy ra với tôi vậy? Sốt hết rồi nhưng ngứa. Hôm nay đói quá, ăn thức ăn của chó. Ngứa ngứa, Scott đến với khuôn mặt xấu xí. Vậy nên tôi kia giết anh ta, ngon quá. Ngứa quá, ngon quá. Hết. Đơn giản vậy thôi. Vẫn như y như trong tập 3 cũ của mình, chúng ta sẽ bật nghe một cái màn combat là thú vị. Mình hồi trước mình có nói là cơ chế rất hay của shotgun. Cái cơ chế xung bóng con này đó chính là bạn buộc phải băn khoăn là có nên xài hay không. Mình xin nói luôn cho các bạn biết một câu thế này. Những khẩu súng xịn sinh ra là để cho bạn làm những việc như thế này. Mình biết là bạn có thể bỏ chạy ra khỏi đây luôn vì chúng ta sẽ không phải quay lại đây nào nữa. Nhưng mà được tự tay giết sạch tụi này cũng là một niềm vui với mình. Việc shotgun và những vũ khí hạng nặng được sinh ra để bảo vệ bạn trong những tình huống nguy ngập nguy hiểm nghèo, cho nên bị zombie vây chính là một trong những điều các bạn nên cảnh giác. Nên biết lúc nào là nên lúc nên xài, lúc nào không nên. Đó là một điều quan trọng. Và nếu mình không lầm thì thằng cha vừa bị nằm gì đó là Scott hoặc là Steve. Cái tội mặt xấu xí cho nên bị đánh đạn ăn thịt. Cho chúng ta chạy ra ngoài đây. Và sẽ mở được căn phòng lấy hành lang mà chúng ở đầu game chúng ta tìm thấy một con zombie đầu tiên ấy. Trong hành lang này. Chúng ta sẽ đi vào đây. Và nhặt cái viên đá quý kia. Quay trở lại. Lúc nãy mình là bảo bạn đẩy cái bức tượng để cho nó rơi xuống và để lộ ra viên đá màu xanh ra trời. Đó là một chìa khóa. Thực tế là có hai viên, một viên màu xanh ra trời và một viên màu vàng. Oh yeah. Sắp tới chúng ta sẽ phải băng qua con zombie này mà. Nếu bạn ý thì móng tay của nó mọc đã dài rồi. Nếu mà chú đã mọc dài có nghĩa là con đó đang chuẩn bị trở thành Crimson Head. Chỉ cần bước ngang mọi người thôi, nó sẽ bật dậy và xử các bạn. Ở xem. The tiger glowing with blue and tiger eyes. Vậy chẳng phải là miếng đá quý thì sao? Nhưng con bạn thì chúng ta chỉ được thêm một cái hộp shotgun và lại tốn thời gian ngồi chờ cái này đi hết cái cutscene. Bây giờ đây chính là khúc quan trọng, chúng ta sẽ đi lấy cái death mask đầu tiên. Ngay đây bạn bỏ bịch thuốc và gạt cần sang bên red. Lúc này thì tương cà chua bắn ra làm cho tụi này bị co giật và chết.
tranh thủ đang trống chỗ trong inventory, mình sẽ lấy mấy cái cây này về, lấy cái mấy cái cây này để mà họ trộn lại thành mình máu xịn. Lúc này bây giờ mình sẽ là xông vào nhưng không cần một quan trọng. Ấy đúng không, chạy giờ thùng quan tâm đầy rồi, giờ ta phải đi lấy bản nhạc là Sotana Chang ra đã rồi mới làm việc gì đó. Cấp bắt đầu lên tiên luôn. Tham thu cấp bớt đồ. Bỏ này vô đây, mình không còn nhiều mấy thứ này. Mình sẽ xa game lại thêm một lần cho chắc ăn. Tại hôm nay mình sẽ đi đâu đoạn khá là phức tạp một tí. Xong vấn đề rồi, chúng ta sẽ trả là mình một vài cho cũ. Cái rau cho về cho cũ luôn. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để lấy kia đi vô phòng piano rồi. Mình đi ngang qua người thằng kia chắc là biến thành Crimson hết. Ở đây ghi nắng vã. Đi tới cánh cửa này thì chúng ta sẽ đi được đến phòng anti của Amor Room của để lấy cái Death Mask. Căn bản thì ở đây có đố khá là dễ làm. Mình sẽ chỉ các bạn theo thứ tự này. Rồi rất đơn giản, các bạn đẩy cái bức tường này vào trước. Nó lại tiếp tục đẩy cái bức tường đôi chéo. Và cuối cùng là cái này. Đó. Các bạn xem qua tập 3 thì chắc không chẳng còn lại gì cái cảnh này. Nhưng với các bạn nên cứu đố được giải nhanh trong chớp mắt nên là tế nhị. Ok, tạm thời chúng ta chưa mở cái hộp ra vội cái để đó.
Để chiến đấu combo chúng ta cần cái chìa khóa tên là Seal Key, và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn để cách lấy cái chìa khóa đó. Lấy bản Sultana cũng đơn giản thôi. Sau khi lấy được nó, kết hợp hai bản nhạc đánh đàn, chúng ta sẽ nhận được một món item, cho nên mình ta vẫn phải cất bớt đồ trước khi làm bất cứ điều gì. Rồi bây giờ mình chỉ cần cất bớt đồ, mang những item cần thiết rồi chui ra nữa xong thẳng rồi. Ôi yeah, và chúng ta đã quay trở lại chỗ này và rất đơn giản, đi xuống dưới và chúng ta sẽ có nghe cánh hồng mở cửa cho chúng ta. Tuy mình không muốn spoil nhưng mà nói chung Richard dù chúng ta đã cứu được anh ta thì chúng ta sẽ được lợi như thế này. Nếu bạn cứu được anh ta trong đoạn đầu game như thế này thì trong trận đánh của combo rắn Yorn, anh ta sẽ xông vào để giúp chúng ta. Tuy nhiên anh ta cũng sẽ feed cho con rắn thêm béo, nhưng mà ông ta đã để lại một cái Divine Rapier, tức là cái Assassin Shotgun sẽ trở nên một cái tuyệt vời và ưa chuộng của mình trong thời gian tới. Chúng ta đi tiếp. Đến được đó cũng khá đơn giản, lại mấy điều này cho nhanh mà. Mà kẹo con này đi. Thấy giờ mình pro chưa? Chỉ cần dụ nó tấn công gai né sang bên nó ý như là đã xô. Đây là sự lựa chọn rất là thú vị đây. Nói chung bây giờ mình sẽ phải quay lại ở chỗ cái phòng vào sửa để lấy một cái gọi là Cooper Bandle, Bandon. Đã khá là cái miếng này này, miếng fake này này. Nó sẽ khá là đơn giản. Nó luôn ra là cái món item mình vừa nhặt là một cơ chế của... Đây không, Crimson Head xuống lại đây. Là để làm một cửa già giống như là cái bẫy giả giống như là trong để lúc chúng ta lấy cái Emerald Key. Chúng ta chỉ cần chạy mạch sang đây để cái tủ ra, chúng ta sẽ thấy ngay cái bản nhạc kết hợp lại với nhau và chơi đàn. Không ngờ Jill có luôn có luôn cái tài năng này ta. Hiện tại chúng ta đang có hai cái mặt nạ. Đánh với combo Sion để cho ra thêm một mặt nạ nữa. Chúng ta đã có được 3 cái. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cái thứ tư ở episode sau. Tạm thời chúng ta cho tuần này chỉ để bao nhiêu thôi. Đã nhặt được cái Gold Level Angus tự động đóng. Lúc này là lúc chúng ta sử dụng cái bom, cái món quà còn lại. Và ai có thời gian để đọc thì các bạn cứ đọc nhé. Khá là đơn giản và dễ hiểu mà mình chẳng hiểu cái gì cả. Đã đến lúc chúng ta sử dụng cái đồ fake để mà bảo vệ chúng ta rồi.
Giờ chúng ta bước ra ngoài và nhanh chóng tìm đến phòng ăn. Đây có bình mực để xem kia nhưng mình chắc không phải cần đâu. Các bạn cẩn thận vì Crimson Head cái này kia cho các bạn chết ngay trong bắn nhà. Các bạn cẩn thận nhé. Oh yeah, và mình cũng cho nó chết ngay trong một căn nhà quá đẹp luôn. Và có một căn phòng này nó hơi ngưỡng ấy rồi. Trong Resident Evil 1 cũng có một điểm thú vị nữa là có hiện tượng zombie chui từ phòng khác sang phòng của bạn. Vì nó đi theo bạn. Sau khi chúng ta đặt cái biển hiệu báo này ở đây thì cái đồng hồ sẽ được kích hoạt. À, để các bạn có thể giải được câu đố này thì các bạn có thể đi ra bên chỗ bức tranh, đọc cái description của bức tranh và bạn sẽ hiểu cách di chuyển làm sao cho hợp lý với bom của mình. Di chuyển mấy cái kim trên bo đồng hồ mà. Như các bạn đã thấy, kỵ sĩ cầm kiếm dài thì đâm vào đầu, cầm kiếm ngắn thì đâm vào ngực. Vậy nên chúng ta giữ nguyên cái kim dài ở cái mũ bảo hiểm. Còn cái kiếm ngắn thì trên cái giáp người. Đã đủ. Quay nhầm cái dài mới sợ chứ. Giờ phải tiếp tục quay như sao? Qua khi nào đúng một vòng thì thôi. Đấy, đơn giản như đang giỡn. Và một cái cánh cửa mặt mở bên trong nơi đó có chứa cái gì? Seal key. Seal key sẽ cho phép chúng ta tiếp cận với con boss The Yawn. Giờ thẳng tiến đến chỗ của nó nào. Ê, quên. Đó. Và cái chìa khóa này nó chỉ có tác dụng duy nhất đó chính là mở cánh cửa để dẫn đến con boss John và sau đó sẽ vô dụng luôn, cho nên các bạn lo về chuyện chiếm chỗ trong inventory. Ok, bước thẳng lên trên gác và chúng ta sẽ thấy ngay một cái phòng như bao người khác. Đó là căn phòng có chứa Boss Yawn. À đồ, mình quên mất. Alo, bị nhầm đường. Ok, vừa được căn phòng này rồi chúng ta sẽ bỏ bớt những thứ như là khẩu shotgun mình đang cầm. Vì trong trận boss fight John thì chúng ta sẽ không cần khẩu shotgun nữa hết. Vì sẽ có thằng Cherry Chat bắn nhầm chúng ta. Mình qua đây chỉ căn bản chỉ là để xem game với cả là đi lên các kiểu.
Và giờ dư mình lại vừa quên save game. Thế kệ. Sao thì cũng không chết cái gì cả. Mình tự tin về kỹ năng của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thẳng tiến đến chỗ căn phòng boss của con boss Dion. Hãy nhớ, mình dặn đầu game cố gắng đừng tiếp cận nó quá gần vì nó sẽ tấn công bạn và bạn chắc chắn sẽ nhiễm độc. Cố gắng duy trì khoảng cách nữa. Ghê tên rồi. Tôi sẽ bước vào đây, mặc kệ nó Terry shot thẳng tiến phòng boss rồi yon. Sau đoạn mở đầu khá là lâm ly bi đát, thằng Terry shot sẽ nhảy vô giúp chúng ta và quân ta fit. Đấy, gần rắn. Rất dịch chảy tùm lum kìa, nó hẹp. Nó thèm được cắn chúng ta lắm rồi. Zeus đang đơ mặt ra không biết làm gì thì Richard nhảy vô bắn. Vâng, như vụ chúng ta là mặc kệ. Thằng tiến chạy ra bên này để lấy cái mặt nạ Red Mask và cứ để đó cho thằng Jerry Chat lo nốt phần lại với con boss. Khoảng vài ba dòng vòng là tự động con boss sẽ nằm xuống thôi. Không phải lo. Các bạn không biết thế nào trong lúc quay thì mình lại sơ suất làm sao đó làm cho con rắn tấn công được mình. Buồn ghê. Đấy. Nó tấn công được mình nên là mình nhiễm độc luôn rồi. Potion. Như thế kệ nó cũng sắp đi rồi. Xong, con rắn đã xong. Xong cảnh phim chứ thật ra con rắn chưa chết đâu, nó giả vờ đấy. Anh ấy để fit cho con rắn vì bảo vệ vì bảo vệ ở bạn bè sẽ đáng cộng đồng. Nhưng bây giờ không phải thời gian để chúng ta giết con rắn đâu. Quá tốn thời gian và tốn đạn dược. Các bạn chạy thẳng ra chỗ của thằng Charlie Chot, nhặt khẩu súng của lão rồi bị mất. Rồi phóng khỏi đây luôn, rồi ngang vào luôn. Poison rồi sao? Một cái cutscene ngắn để cho chúng ta thấy là chúng ta đã bị nhiễm độc và mình định đi ra chỗ căn phòng save game mà thằng cha Perry nó hay quăng đồ cho chúng ta để mà supply, để mà xem xét tinh tinh, nhưng mà mình sợ rằng độc dược vấn đề cho nên mình sẽ phải chui ra căn phòng save game cũ có chứa serum để mà uống thuốc. Oh yeah. Vì sao vậy, FPS cực kỳ cao làm cho mình né non cái này. Một mạch biến ở đây luôn rồi, không có thời gian để nhìn lại.
Hiện tại chúng ta đang sửa ba cái death mask. Chắc S tiếp theo sau khi lấy được cái thứ ba, chúng ta sẽ thẳng tiến đến tầng hầm chứ quỷ dữ gì đấy rồi bắn xong world khác. Tới đâu rồi các bạn, đừng lo. Đi xuống được tới dưới kia, chúng ta sẽ nhặt được cái bình serum hồi máu chúng ta và... Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại những episode sau. Nhấn sub, like, dislike các kiểu như các bạn làm trong video này, dừng làm những điều đó. Và hẹn gặp lại những anh và... Xin chào và hẹn gặp lại. High five! Và tiện thể luôn nhá. Thật ra mình có một app chúc mừng năm mới nhưng tại quay lâu quá và lại làm linh tinh quá nên các bạn... Nó bị delay một cách không thời hạn. Nên các bạn thông cảm nhé. Và đây sẽ là trong app đầu tiên mình quay trở lại với YouTube sau mấy ngày cúng viếng và lo việc Tết ở nhà mình. Xin chào các bạn. Bye.